Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video phân tích về điện thoại trên kênh YouTube của mình. Như các bạn đã biết, bộ 4 iPhone 13 đã chính thức ra mắt rồi. Tuy nhiên là rất là nhiều bạn cảm thấy là tương đối là thất vọng với cả bộ 4 này, bởi vì đơn giản là chúng ta đã cảm thấy nhàm chán với cả cái form thiết kế của Apple rồi. Tất nhiên, Apple năm nay thì đã thay đổi rất là nhiều thứ. Ví dụ như là đối với cả iPhone 13 với cả 13 mini thì đã thay đổi từ việc là chống rung này, camera này, rồi là cái phần pin cũng sẽ được cải tiến, hiệu năng thì đặc biệt là cải tiến rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Và bộ nhớ trong thì đã được nâng cấp lên tối thiểu đã là 128GB. Hay là phiên bản Pro và Pro Max thì đã có màn hình 120Hz, hiệu năng rồi camera thì nhiên sẽ tốt hơn rồi, pin cũng sẽ ngon hơn các thứ nữa, rồi là camera thì cải tiến hơn, ngon hơn nhiều đấy. Tuy nhiên là cái điều mà bộ 4 iPhone 13 năm nay khiến chúng ta phải wow lên thì gần như là chưa có. Đấy, nó khác rất nhiều so với việc là chúng ta phải wow lên với bộ đôi sản phẩm Z Fold 3 và Z Flip 3. Thực ra là trước đó là Samsung cũng đã làm bộ đôi này rồi, thế nhưng mà giá bán họ để cao quá. Năm nay tự nhiên họ để giá bán dòng này rẻ hơn rất nhiều so với cả những thế hệ trước, nên là thành ra là bộ đôi này nhận được rất nhiều sự quan tâm. Đấy, và cũng chia sẻ với các bạn luôn, đó là nếu bây giờ bạn muốn mua Galaxy Z Fold 3 tại Hoàng Hà Mobile thì đã không thể nào mà mua được ở thời điểm này nữa rồi, mà chúng ta sẽ chỉ có nhận thông tin và chờ đợi một khoảng thời gian khá lâu nữa thì có thể mua được Fold 3. Còn Flip 3 bây giờ thì chúng ta vẫn có thể mua được. Đấy, tuy nhiên là cũng một số bạn ấy thì các bạn ấy lại lăn tăn cái điểm này, đấy là các bạn ấy chờ đợi iPhone 13 Pro Max ra mắt để xem là thời điểm bây giờ có nên mua Fold 3 hay không, hay là chờ đợi iPhone 13 ra mắt để là xem có nên mua Flip 3 hay không. Đấy, thì mình sẽ phân tích cho các bạn nhé. Còn mình cũng chia sẻ luôn, đấy là nếu mà so sánh Fold 3 với cả iPhone 13 Pro Max hay là Flip 3 với iPhone 13 thì nó vô cùng khập khiễng luôn, bởi vì là phân khúc của hai sản phẩm này hướng tới nó hoàn toàn khác so với cả phân khúc của Apple, nó hoàn toàn khác đấy, và đối tượng người sử dụng cũng hoàn toàn khác. Tuy nhiên, mình biết được rằng là trong số rất nhiều bạn đang theo dõi video này, chúng ta sẽ quan tâm đến vấn đề giá, nghĩa là có nhiều bạn, các bạn không cần quan tâm, tôi không cần biết ông độc lạ như nào, tôi chỉ quan tâm về giá, tôi chờ đợi iPhone ra mắt để tôi xem là giá bán nó như thế nào, và tôi xem là nó có những sự thay đổi gì để xem là bây giờ tôi có nên mua Fold 3 hay là mua Flip 3 hay không. Đấy, nhiều bạn như thế chứ. Và thậm chí là khi bộ đôi này ra mắt rồi nhá, người nhà của mình gọi điện cho mình hỏi là anh Dương ơi, em thấy con này ngon quá, bây giờ có nên mua không? Thì thậm chí là bản thân mình nhá, còn khuyên người nhà mình là nếu em thấy thích độc lạ thì mua ngay, còn nếu không thì cứ chờ đợi iPhone 13 ra mắt đi đã, xem iPhone 13 như nào, lúc đó quyết định chưa muộn. Đấy, thế bây giờ iPhone 13 ra mắt rồi thì đã quyết định được cái chưa? Thế đầu tiên là đối với cả những người nào mà không quan trọng thiết kế độc lạ đi, chúng ta chỉ quan tâm đến tính thực dụng, thì cái Fold 3 này mà so với cả iPhone 13 Pro Max thì như thế nào? Thì cá nhân mình thấy là nếu mà sử dụng thực tế nhá, thì chính ra là cái iPhone 13 Pro Max sử dụng thực tế nó sẽ sướng hơn đấy. Vì bản thân của mình sử dụng cái Fold 3 này rất là lâu rồi, và mình cảm thấy là như này này, 70% mình sử dụng cái Fold 3 này là bằng cái màn hình ở bên ngoài này. Đấy, phần lớn là như thế, kể cả có tin nhắn đến mình cũng sẽ nhắn ở đây. Mình chỉ dùng cái màn hình bên trong này khi nào mà mình giải trí thôi thì mình sử dụng cái màn hình bên trong này. Đấy, nhưng phần lớn là mình sử dụng cái bên ngoài này. Và cái Fold 3 ấy, thì nếu mà sử dụng bằng một tay với màn hình bên ngoài này thì nó rất là to với dày. Còn nếu mà sử dụng cái màn hình ở bên trong như này thì hầu hết là mình sẽ phải sử dụng bằng hai tay. Đấy, còn đối với cả iPhone 13 Pro Max thì kể cả các bạn có dùng một tay chăng nữa, các bạn vẫn sử dụng vẫn rất thoải mái. Vậy vì vậy là nếu mà về cái tính thực dụng nhá, về trải nghiệm ở bên ngoài thì mình nghĩ là cái 13 Pro Max nó sẽ tốt hơn đấy. Màn hình thì nếu các bạn muốn có một cái màn hình giải trí ngon hơn thì chắc chắn sẽ là Fold 3 rồi. Đấy, cái điều này thì không phải bàn cãi, đúng không ạ? Nhưng về hiệu năng thì sẽ là iPhone 13 Pro Max đấy. Apple này rất tự tin khi mà công bố rằng là iPhone 13 Pro Max là chiếc điện thoại có hiệu năng tốt nhất ở trên thế giới. Và mình nghĩ là cái điều đó họ nói cũng sẽ không sai đâu. Bởi vì là những cái gì mà trước đây họ đã làm được, hay là những cái gì mà trước đây những sản phẩm Apple so với hiệu năng, so với Android trong cùng một năm ra mắt ấy, thì các bạn cũng biết rồi. Thì nếu mà không có gì thay đổi nhá, nghĩa là nếu mà không có điều gì quá bất thường xảy ra thì chắc chắn là hiệu năng sẽ là cái thứ mà chúng ta có thể mong chờ được. Còn camera thì các bạn biết rồi đấy, cái Fold thì không phải là mạnh về camera rồi vì nó sử dụng cái cảm biến camera cũ. Cũng như bạn nói là ờ thế tại sao nó lại không sử dụng cảm biến camera mới mà lại sử dụng cảm biến camera cũ? Bởi vì rất đơn giản thôi, những sản phẩm này nếu mà cần được phát triển ấy, thì nó phải cần rất nhiều thời gian để mà phát triển. Vậy nên là có thể sản phẩm này đã được Samsung họ phát triển cái đấy rất là lâu rồi, nên là họ sử dụng cái cảm biến camera cũ là như vậy. Hoặc là cũng có thể là cái cảm biến camera mới nó quá to, nó chiếm dụng diện tích bên trong này, nó sẽ khiến nó sản phẩm dày lên rất là nhiều, nên là họ chưa ra chẳng hạn. Đấy, có thể như thế. Đấy, đại loại là về camera thì chúng ta có thể kỳ vọng được là iPhone 13 Pro Max chắc chắn là tốt hơn.
là camera của Fold 3 đấy, iPhone 13 Pro Max ấy nhé. Bởi vì ngay cả cái iPhone 12 Pro Max này thôi này, camera của nó đã ngon hơn Fold 3 rồi. Còn về pin thì pin lại không phải là cái thế mạnh của Fold 3. Fold 3 pin còn không tốt bằng iPhone 12 Pro Max cơ. Trong cái đó thì iPhone 13 Pro Max năm nay các bạn thấy đấy, nó đã có cải tiến về pin. Và như Apple nói thì nó sẽ tốt hơn khoảng 2,5 giờ. Và như những cái tin leak ra thì pin nó tầm khoảng 4.300, là một viên pin rất là ổn đối với cả một sản phẩm của iPhone đấy. Đấy là mình đang so sánh là thiết kế màn hình hiệu năng, camera các thứ đấy nhá. Thực ra là cái việc so sánh này là rất khập khiễng, nhưng mình nghĩ là nó vẫn cần đối với một số người thì mình vẫn so sánh thôi. Thì nếu mà so sánh như thế thì rõ ràng là iPhone 13 Pro Max là một sản phẩm đáng để chúng ta mong chờ hơn. Và tầm giá của nó thì cũng chỉ ngang với cả Fold thôi. Tiếp tục nữa nào. Với trường hợp của Flip 3 thì sao? Flip 3 thì sẽ cạnh tranh trực tiếp với cả iPhone 13 năm nay đấy. Thế thì iPhone 13 thì cũng sẽ có hơn những cái trải nghiệm, ví dụ như là nó sẽ hơn về cái việc sử dụng bình thường đấy. Nhưng mà Flip 3 thì chúng ta sử dụng bình thường nó vẫn rất là ngon mà, đúng không nào? Và iPhone 13 thì mình nghĩ là nó sẽ hơn Flip 3 ở chỗ là nó sẽ hơn về hiệu năng này, hơn về pin này và hơn cả về camera nữa. Nhưng mà mình thì mình thấy là thời điểm này, nếu các bạn hỏi mình là mình mua Fold 3, Flip 3 hay là iPhone 13 hơn ấy, thì mình nghĩ là rất là khó để trả lời luôn, thực sự là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì chốt lại là như này này. Chúng ta sẽ lựa chọn Fold với Flip khi chúng ta cần một sản phẩm độc lạ và không muốn so sánh nó với iPhone. Đấy. Và thêm một cái điểm nữa đó là những cái sự khác biệt của Fold 3 và Flip 3 so với thế giới smartphone còn lại, đấy là khác biệt mặt trải nghiệm. Điều này rất khó có thể để lý giải. Đấy. Khác biệt mặt trải nghiệm nó sẽ đem lại chúng ta niềm vui, đem lại chúng ta sự hứng khởi khi chúng ta sử dụng điện thoại. Còn năm nay mặc dù iPhone không có quá nhiều những sự thay đổi so với cả thế hệ trước, nhưng về công năng sử dụng nhá, nó vẫn, mình nghĩ là nó vẫn sẽ tốt hơn so với những sản phẩm Samsung đấy. Đấy. Những cái điều quan trọng nhất là gì? Đấy là hiệu năng, đấy là camera, đấy là pin. Đấy, đấy là những cái thứ quan trọng nhất, đúng không ạ? Thì iPhone đều hơn. Vậy nên là iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max năm nay sẽ dành cho những bạn nào mà thực dụng. Còn nếu mà chúng ta thích lãng mạn một chút, đấy, chúng ta thích bay bổng một tí và chúng ta muốn có những trải nghiệm khác biệt thì chốt lại là mua Fold hoặc mua Flip. Cũng khó để lựa chọn quá, đúng không ạ? Thì trong số bạn đang theo dõi video này, các bạn sẽ nghiêng về phe nào hơn? Có thể để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.